Thưa quý vị và các bạn, trong dự thảo quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 định hướng đến năm 2050, tỉnh Hưng Yên định hướng quy hoạch nhiều khu chức năng quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại để phát triển công nghiệp, du lịch, hệ thống nghiên cứu, đào tạo, thể dục thể thao. Các khu chức năng này vừa tạo liên kết tổng thể, vừa tạo động lực cho sự phát triển của từng lĩnh vực như các địa phương. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về các khu chức năng này. Giai đoạn 2021-2030, quy hoạch 30 khu công nghiệp với diện tích trên 9.500 ha. Trong đó, 17 khu công nghiệp đã có trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận với diện tích gần 4.400 ha. Quy hoạch mới 13 khu công nghiệp với diện tích hơn 4.700 ha, mở rộng 3 khu công nghiệp với diện tích gần 380 ha. Giai đoạn sau năm 2030, dự kiến bố trí quỹ đất quy hoạch mới 5 khu công nghiệp với diện tích khoảng 2.460 ha. Không gian phát triển các khu công nghiệp được bố trí cho cơ sở phát huy hiệu quả hệ thống giao thông kết nối trong tỉnh, vùng và cả nước đã được quy hoạch và đầu tư theo các trục 1. Dọc theo trục cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường nối hai cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. 2. Dọc theo trục đường quốc lộ 5. 3. Dọc theo trục đường nối quốc lộ 5 với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng quốc lộ 39. 4. Dọc theo trục đường tỉnh 387 kết nối với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. 5. Dọc theo trục đường Tân Phúc-Võng Phan. Giai đoạn 2021-2030, tỉnh Hưng Yên sẽ có 52 cụm công nghiệp với diện tích 3.000 ha. Trong đó có 26 cụm đã được thành lập với diện tích trên 1.200 ha. Tập trung phát triển 5 khu chức năng du lịch. 1. Khu du lịch Phố Hiến. 2. Khu du lịch Đa Hòa Dạ Trạch. 3. Khu du lịch Cây Đa và Đền thờ La Tiến. 4. Khu du lịch sinh thái Eco Park Văn Giang. 5. Khu du lịch Làng Nôm. Phát triển khu Đại học Phú Hiến theo hướng thành khu đô thị đại học, đổi mới, sáng tạo, thực hành sản xuất công nghệ cao, tập trung đầu tư mạng lưới hạ tầng kỹ thuật dùng chung và thu hút các trường tham gia hoạt động tại khu Đại học Phú Hiến, hình thành khu nghiên cứu, sản xuất thực nghiệm, ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hưng Yên. Xây dựng khu liên hợp thể dục thể thao Hưng Yên, trung tâm văn hóa điện ảnh cấp tỉnh, hệ thống các sân golf và khu nghỉ dưỡng. Hạ tầng giao thông tập trung vào các tuyến quốc lộ, cao tốc, đường sắt, đường thủy, phát triển cảng cạn ICD gắn với logistics. Hạ tầng cấp điện, phát triển lưới điện phân phối chung và hạ áp đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các đô thị của tỉnh. Hạ tầng thông tin truyền thông, chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số, xây dựng mạng thông tin di động 5G phủ sóng tại 100% các khu dân cư của tỉnh, đảm bảo hoạt động của các tuyến truyền dẫn cáp quang liên tỉnh và nội tỉnh với dung lượng cao, kết nối liên huyện, liên vùng, ưu tiên xây dựng đô thị thông minh. Tỉnh Hưng Yên sẽ tập trung phát triển hạ tầng giáo dục đào tạo, lao động việc làm, hạ tầng y tế, chăm sóc sức khỏe, hạ tầng khoa học và công nghệ, hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch.